Câu chuyện nước sạch nước bẩn. Một lần, Minh, em của Lan được về quê chơi. Lúc trở lại thành phố, bạn Quốc tặng cho em một cái bình cá rất đẹp, trong đó có chứa nước hồ. Về đến nhà, em khoe với Lan, thấy nước trong bình có màu khác. Lan hỏi, em ơi, sao nước trong bình cá lại có màu? Còn nước chúng ta uống không có màu à em? Minh đáp, à, nước trong bình cá này là nước hồ nên có màu, có chất bẩn, có mùi hôi. Nếu soi dưới kính hiển vi thì nó chứa rất nhiều vi sinh vật. Còn nước chúng ta uống, đó là nước sạch, không có màu, không có mùi, không vị, không chứa các vi sinh vật hoặc các chất hòa tan có hại cho sức khỏe con người. Bây giờ em hiểu chưa nào? Lan nhuyễn miệng cười và đáp, dạ em hiểu rồi. Vậy em ơi, em với em cùng nhau thay nước sạch cho cá nào.